Vào trung tuần tháng 10 vừa qua, thì một diễn đàn giữa các thống đốc ngân hàng trung ương trên thế giới đã được tổ chức tại thành phố Mexico. Những vấn đề liên quan đến việc phát huy sự độc lập của các ngân hàng trung ương đã được đề cập. Điều này được đánh giá là bước đi cần thiết để các ngân hàng có thể phát huy tối đa hiệu quả thực hiện các chính sách phù hợp nhằm góp phần ổn định tình hình kinh tế toàn cầu. Theo thống đốc ngân hàng trung ương Pháp Christine Neuer, chính nhờ sự độc lập nhất định của các ngân hàng trung ương khỏi yếu tố chính trị đã giúp cho kinh tế toàn cầu có thể đương đầu với những cơn bão do cuộc khủng hoảng tài chính gây ra tôi nghĩ rằng sự độc lập tài chính là chìa khóa giúp cho chúng ta có thể xoay sở những cuộc khủng hoảng những chính sách tiền tệ thích hợp sẽ được triển khai mà không phải cân nhắc quá nhiều đến rủi ro về tính ổn định giá cả trong trung và dài hạn chúng ta cần tiếp tục thực hiện điều này để tránh những rủi ro của các cuộc khủng hoảng sắp tới bên cạnh đó trước những kế hoạch khắc khổ mà nhiều quốc gia châu âu đang phải đối mặt Thống đốc Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha, ông Luis Linder cho rằng, nền kinh tế toàn cầu đang trong giai đoạn hậu khủng hoảng sẽ phải đương đầu với những khó khăn từ hệ thống ngân hàng. Do vậy, việc tiếp tục theo đuổi sự độc lập của các ngân hàng với yếu tố chính trị là điều cần thiết. Theo tôi, việc duy trì sự độc lập của các ngân hàng trung ương là cần thiết, tuy nhiên vấn đề này cũng cần có sự điều chỉnh để phù hợp một khi khủng hoảng toàn cầu đã qua đi. Với ông Ravi Menon, Tổng giám đốc Cơ quan Tiền tệ Singapore thì cho rằng cần phải có sự phối hợp giữa ngân hàng trung ương và yếu tố chính trị. Không dễ để có sự độc lập của các ngân hàng trung ương khỏi yếu tố chính trị. Tuy nhiên, điều tôi muốn nói ở đây là sự phối hợp giữa hai nhân tố này. Vì bạn cần có ngân sách, có sự đồng thuận của những cơ quan nhà nước khác và có cái nhìn tổng quan về mọi khía cạnh của vấn đề. Cũng tại diễn đàn giữa các ngân hàng trung ương thế giới, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, ông Ben Bernanke cho biết, chính sự minh bạch và độc lập trong hệ thống ngân hàng là yếu tố chủ đạo đã góp phần ổn định nền kinh tế Mexico. Những thay đổi trong khung chính sách tiền tệ cùng với quy định tài chính chặt chẽ hơn và sự linh hoạt trong điều tiết tỷ giá đã giúp ổn định hệ thống ngân hàng Mexico. Lạm phát tại đây cũng đã giảm xuống một con số kể từ đầu những năm 2000. Mexico đã khá thành công trong việc giữ lạm phát xoay quanh mức 4%. Theo ông Ben Bernanke, Mexico đã tránh được một cuộc khủng hoảng tiền tệ như những gì đã xảy ra vào năm 1994. Tuy nhiên kinh tế nước này vẫn bị ảnh hưởng nhất định từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu vào năm 2008 do nước Mỹ chính là đối tác giao thương chính của Mexico. Cuộc khủng hoảng kinh tế gần đây tại Mỹ và các quốc gia phát triển khác vẫn đang đe dọa kinh tế Mexico. Tuy nhiên với những nỗ lực của ngân hàng trung ương Mexico trong việc nới lỏng các điều kiện tiền tệ đã giúp cho nước này không bị tác động nặng nề. Thực tế cho thấy giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng tài chính đã qua đi. Các thống đốc ngân hàng trung ương từ châu Âu, châu Mỹ cho đến châu Á cùng kêu gọi những nền kinh tế phát triển cần tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ để góp phần vào sự ổn định và tăng trưởng của kinh tế toàn cầu. Trước đó, bà Christine Lagarde, giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế IMF cũng đã đề cập đến làn sóng rút vốn ra khỏi các thị trường mới nổi. Ngay sau khi Fed công bố khả năng rút gói nới lỏng định lượng QE3, vì chính điều này hoàn toàn có thể gây những bất ổn nhất định đến kinh tế toàn cầu. Do vậy, bà Laga nhận định, Ngân hàng Trung mương các nước cần có những bước đi vô cùng thận trọng trong các quyết định liên quan đến chính sách tiền tệ nhằm tránh những tác động tiêu cực có thể xảy ra